Thế lần này là xuất gia từ năm bao nhiêu tuổi? Dạ, con xuất gia từ năm 34 tuổi. À, từ? Dạ, 34 tuổi đến bây giờ là 44. Cuối năm 34. Trước đấy thầy có gia đình không? Dạ không, có cha mẹ thôi. Bố mẹ? Dạ, thì chưa có vợ con gì hết. Bây giờ thì không có. Ông bà người ta không còn? Ông bà không còn. Ông họ ở, con về quê ở Hà Tĩnh nhé. Hà Tĩnh ạ? À. Dạ, nhưng mà giờ ông bà ông ở Gia Lai á. Gia Lai ạ? Dạ. Và họ thì cũng già rồi, nhiều tuổi rồi. Nhưng mà con thì xuất gia khi họ còn khỏe mạnh. Lâu rồi con cũng không có về. 7-8 năm thì con chưa về. Chưa bị trọ. Nhưng mà rất kiện cho họ hạnh phúc, khỏe mạnh. Thì xin xuất gia thầy là xuất gia ở chùa nào hay là con ngày xưa xuất gia thì ở cái tu viện Chân Như ở Tây Ninh, mọi người có biết chủ đạo Thông Lạc đấy. Rồi sau đấy mấy tháng ở cả xuất gia ở chùa với cả ở tại gia mất 2-3 năm đấy. Rồi khi đó con ở chùa đã tu viện để con bỏ và đi hay đời sống thấy ở chùa con phục vụ tâm ra con học những cái lời Phật dạy á, từ cái cấp thượng lưu và trung thượng lưu và đi lên từ sống theo cái lời hạnh đầu đá, con học cái này thì con học cái gì ở trong cái chùa, dạ con cũng có phục vụ cái này không được chứ thì con bỏ, giờ thì con không có nhà không có chùa, không phải giờ thì cũng thành không phải là thầy cũng không phải sư đó, con là một người công dân đi làm học theo lời Phật đấy, thế nên con không có thuộc giáo hội, con không thuộc chùa gì gì cả, con cầm mặc đồ cũng không về thuộc, không xâm phạm giáo hội, còn con phải nhà chùa. Thì ra thì trước khi mà Phật Thích Ca đắc quả thì Phật cũng như thầy và đi, tức là con thì xem trên mạng thôi, tức là đọc qua là thế là mình phải nghe những người là viết lại là kể lại không? Vâng. Chứ mình cũng chưa mình vì ra là có thể là một câu chuyện từ người này sang người này sang người kia thì nó sẽ là nó người này nói như này nhưng mà sang người kia thì nó lại cũng kiểu khác. Đúng rồi. Đấy. Đấy. Đúng rồi. Thì với sang người kia khác thì đương nhiên là mình cũng chỉ là nghe mình là ở mình là hệ sau mình nghe kể và nghe những người đi trước là viết lại là như thế. Dạ. Kể cả ví dụ như là tục lệ của thắng bảy âm đi. Dạ. Đấy là mở cửa ra thì đốt quần áo đốt tiền vàng thì theo sư thì cái đấy nó có đúng hay không hay là cái đấy cũng chỉ là dạ, đốt cái đấy thì đâu mà mọi người bảo cái đấy đốt để người ta nhận được thì theo sư là có nhận được không hay là cái đấy nó chỉ là do những cái ông thầy kia ông nghĩ ra những cái trò ấy thôi. Vâng, đốt cái đấy thì không nhận được, không nhận được cái gì cả. Chẳng hạn như là chỉ đốt hay là cúng á, mọi người cúng hay là hồi hướng công Phật A Di Đà cũng có nhé. Xuất phát từ trong quá khứ lâu xa, Phật A Di Đà là thành Phật rồi. Giờ lâu rồi ở góc độ khác, cách đây nhiều xa hà về phía tây đó, Đức Phật nói là Đông Kinh. Vì Phật A Di Đà giờ ngài cũng là thành Phật giống như Phật Thích Ca Mâu Ni nhưng mà ở thế giới khác thế giới A Di Đà khác và trong cái vùng tu này thì nhiều cái thế giới nhưng quả địa cầu giống như một quả đất này ngài A Di Đà thì cũng một thuộc trong quả địa cầu trong thế giới trong vùng tu thì cũng có nhưng mà lại không có tại vì Phật Thích Ca Mâu Ni nói là quá khứ Phật tránh cảm giác nhiều như cát sông Hằng thì A Di Đà có trong ấy chứ đầy đủ hết nhưng mà tùy theo mình có duyên tương ứng với vị Phật nào chẳng hạn như mình thường ngày duyên giao duyên cũng nhiều với Phật Thích Ca Mâu Ni rồi thì giờ mình hay khẩu duyên với Phật Thích Ca Mâu Ni chung sinh cùng thời nghe giáo pháp của Phật Thích Ca Mâu Ni nhưng mà thực tế Phật chánh đẳng giác thì ai cũng nói chánh pháp đó cả Phật Thích Ca Mâu Ni cũng nói giống như Phật A Di Đà A Di Đà cũng nói như thế, cũng đều một chánh pháp ta, ai cũng chẳng qua là lâu xa rồi hết rồi vị khác. Chẳng hạn như sau này Phật Di Lặc xuất hiện thì cũng nói lại cái chánh pháp của Phật Thích Ca Mâu Ni, cũng nói như thế. Tại vì khi đó này không ai biết về chánh pháp của Phật Thích Ca đấy,
thì phần Di Lặc lại nói lại, rồi cho cái mọi người ở đó hiểu đấy, lại tu tập lại. Là như A Di Đà thì ở quá khứ lâu rồi, tức là một, là một ở một cái quốc độ khác, một quốc độ khác, gọi là, gọi là quả Tây Phương Cực Lạc. Vâng, Tây Phương ở đó thì không có khổ đau, không có khổ đau, tức là mọi người nếu mà được sang được, nếu mà được gọi là sang Tây giới bên đó thì là không còn khổ đau, tức là vui, được sống là vui vẻ, đúng không? Vâng, lúc đó ở đó không có lập ác, không có tham sân si, không có địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Nhưng mà ở đây thì có tham sân si, địa ngục ngạ quỷ súc sanh hết á. Ở bên đó không có, bên đó là toàn thiện thôi, toàn thánh nhân ở đó không. Khi cái người đó chẳng hạn như một cái người tu giỏi á, và có căn cơ và nhiều người trực tiếp của họ rồi á, thì ở nhà hay ở chùa hay ở chợ gì họ cũng xuất sắc hết, đúng không? Rồi họ cũng tốt đẹp hết. Ra là mình hỏi là cái tô là nó mua thì là cái tô đấy, khi mình thấy là nó là cái tô đấy, nó có ý nghĩa như thế nào mà gặp mình gặp là cái thể nam mua thì là cái tô đấy là cái đấy là một câu thì cũng danh như nghe nam mô giờ di đà phật đó, là nói rằng là phật pháp tăng tam bảo hay là công đức của phật, bây giờ nhiều người có công đức việc chẳng hạn như là pháp tạng, như lai tạng hay là cái trí các chư phật đấy, hay là những cái hồng danh đó, là nói là A Di Đà là giới, Nam Mô là giới A Di Đà, Phật A Di Đà là định, Phật là tuệ, niệm cái đấy thì giới định tuệ, niệm cái đó là đầy đủ công đức đó. Giống như mà định giới định tuệ là nói là như thế, ý nghĩa là A Di Đà là như thế. Nam Mô A Di Đà là nói như thế đúng không? Là đầy đủ, chẳng hạn như là đó là một cái Phật là đầy giới, đầy đủ định, đầy đủ tuệ. A Di Đà là như thế. Vì Phật thì họ là đầy đủ hết những cái viên bản giải thoát, đầy đủ công đức là Như Lai, là chánh đẳng giác, hay là mình nói là niệm A Di Đà là gọi là Phật tướng cung, Phật chánh biến chi, Phật minh hạnh túc là Như Lai, chuyển thể là Thế Tôn là như thế, đầy đủ trí tuệ, đầy đủ viên bản hết là A Di Đà. Ra nó nói là ở Việt Nam, ở Trung Quốc thì có tức là mình có câu là Nam Mô A Di Đà. Ở các nước khác như cũng là theo học Phật như ở Lào này, Công Chia, Thái Lan thì người ta là không có tức là người ta không nói câu đấy, họ dịch khác, chẳng hạn như là như Phật Thích Ca Mâu Ni á, là ở tiếng Anh hay là ở tiếng Bali thì họ Sakya Mâu Ni, đúng không? Thì họ là Sakya, nhưng mà về Việt Nam thì là Thích Ca, nhưng mà bên kia chẳng hạn như ở mình dịch ra là Phật đó thì họ kêu là Buddha. Niệm tiếng khác nhưng mà khi chẳng qua là dịch ngôn ngữ. Không nhớ rồi là tức là ở Lào hay Campuchia hay Thái Lan thì người ta lại không thờ Phật A Di Đà. Họ cũng niệm chứ cũng vì A Di Đà cũng bất kỳ một vị nào đó hay Phật Thích Ca, nhưng mà cái tên gọi lại khác. Chẳng hạn như cũng vì đó, chẳng hạn như là giống như anh ấy, nhưng mà người ở tiếng Việt Nam tiếng Anh thì nó lại đảo lộn lên thành người chui, thành cái tên khác đâu, đúng cái gì đó nữa, dịch ra kiểu do ngôn ngữ ấy, đó không nói một ngôn ngữ, nếu mà nói một ngôn ngữ là kinh sách ấy, dịch ra thì vì đó, nhưng mà chẳng qua là dịch ra rồi thành khác ấy, thành khác tên khác họ để thành cái tiếng Hán này, tiếng Trung Quốc khác, tiếng Anh khác ấy, cũng nói chẳng hạn như là mặt trời, đúng không, hay là nói cơ man hay là cái gì đó, nhưng mà Việt Nam thì đấy cái khác, nhưng mà giống như con nói quả chuối nha, mình thì nói là quả chuối nhưng mà tiếng Anh thì lại nói quả banana, thì cũng biết quả chuối nhưng mà cái tên là nó khác, nói là cũng chẳng hạn như là một A Di Đà hay là một Thích Ca Mâu Ni đó, nhưng mà cái tên này khác do ngôn ngữ thôi, nhưng mà mình không có họ kêu thì mặc kệ, nhưng mà khi mình hiểu ra thì mình hiểu là đúng là niệm cái đó là niệm A Di Đà hay là niệm Thích Ca Mâu Ni. Cùng là tên gọi như tức là ở đây gọi như này, bên kia gọi như khác, vâng, và bên hình tượng nó sẽ khác, ở đây trong hình tượng ông nó là như này, bên kia nó là như này, đúng rồi, giống như mà ở Việt Nam gọi là đi đâu hay là ở đây thì gọi đi mông một rứa thì cũng như vậy, thực tế là cái hiểu cái kia đấy. Nhưng mà tại sao nó lại chia làm hai, là hai tiền phái rồi nhỉ? Phật tâm với Nam tâm thì sao lại cùng đều là Phật tám nguyện thủy, bây giờ lại sự là chia làm hai kia là như nào? Dạ, cái đấy là do như thế với thì cái nhân quả thành phần là có rồi, tại vì ở trong tam
trong đoàn nó là mình có người như thế này, người như thế kia, cho mình như thế này đúng. Chẳng hạn như giờ một số sư ở một số người nó nói là tu là đúng, là muốn máy như thế này là đúng, còn một số thì lại không có muốn máy, còn một số thì bên kia thì lại nói là ăn bạc đúng là đúng. Nam tông là được không ạ? Là đúng. Thì cái nhóm mà cứ cho anh Phạm đó thì nó tập hợp từ một phe, còn cái nhóm mà cứ nói là cho anh chay là đúng thì nó tập hợp một phe, tập hợp một phe thì nó tách ra thì thành hai bên, thì thành Nam tông là như thế, là cũng từ đó mà ra rồi thì thành chay mặt. Nhưng mà cái giáo lý thì nó có tức là cái kinh sách các thứ thì nó có giống nhau hay là nó kinh sách thì nó giống nhau, A Hàm với lại Nikaya hai cơ Bắc truyền với Nam truyền và kinh thời Tần Thuyết thì nó giống nhau cả. Tức là hai cái đó chỉ khác nhau có là chay gần mặt thôi, còn tất cả là chung một kinh sách. Dạ, kinh sách nhưng mà thì nó có hơi khác một chút theo cái ngôn ngữ ấy. Nhưng mà đem hai bộ kinh A Hàm với Nikaya ra thì nó tương đồng. Nhưng mà bên Bắc Tông thì có một thêm một số kinh đại thừa, kinh gọi là tu hành Bồ Tát, Bồ Tát đạo, nhưng mà cái đấy nó cũng hợp lý, nhưng mà như con đó tu hành là con thì thực hành thì như bên Nam tông ấy, nhưng mà con khác họ là con ăn chay, con ăn mặn. Nên mình thì con nhiều khi con nghĩ đến là chẳng hạn như giờ con đang đi, con định tới cái gì thì con ở, nhưng mà anh này mời vào đây con đấy là cha mình mời mình như thế, mình cô vào ông nhiều họ mời thật đường như thế này, mà lúc đấy cũng tối rồi, hợp lý mà thôi vào vào cũng luân chuyển mình có cái chỗ nghỉ, mà cũng tối rồi mai mình chỉ tu hành lại cái đó nhất mình rất biết mình tới ở đó mình đi vào là đấy là cái duyên thôi, là đúng thật. Dạ. Sự là đấy đúng ra cái gì vẫn gọi là đúng. Vâng. Cuộc sống là nó cái duyên đúng. Hôm qua hôm kia vừa xem thầy xong, tức là còn đang cùng xem trên, tức là cũng hay xem các sư nói, tức là lướt qua thì thấy thì đúng thôi, sáng nay đi qua đúng thật sự là để ý nhìn cái thì áo là thầy thích sắp tệ rồi. Vâng, có cái người mà con đấy này ở đời á, nhưng mà những cái người mà đem làm lợi ích cho mình nhất, được nhiều người khen thì mình đem tâm thích thú, nhưng mà những người mà làm trái ý mình với lời ý mọi người mà thấy ghét bỏ ấy, là đem tâm hận thù ghét, không có thích nữa, muốn đuổi họ đi thì không muốn nữa rồi nó cũng không được. Mình đối xử mình đáp cái người mà đem lại lợi lộc cho mình cũng thấy cũng bình thường như thế, cái người mà đem lại hận thù cho mình cũng bình thường. Khi nào mà tu hành, khi nào mà xem phim, người kẻ thù mình như cha mẹ mình ý. Khi đó thì cái tâm hắn ấy không còn phân biệt nữa. Và mình đặt gọi là nó được trải rộng hết tất cả mọi người cho mình, nếu mà còn phân biệt thì nó chưa trải rộng, nó chưa hết. Nhưng mà cái này thì khó khăn, học tập nhiều ấy, con đời thương mọi người là con cũng cố gắng để con đạt được cái tâm thử bi. Không có là nó vẫn khổ. Cái gì chơi đi ăn nhỉ? Anh nha, ấy về cùng về rồi đi ăn cơm về nghỉ ngơi rồi. Tối thì ban đêm mới thử cho con yên tĩnh. Nói cái chuyện gì nói ra rồi tối thì anh cũng không nghe đến nữa. Mình cũng nói con ở đây để mọi người tới nữa. Mọi người tới rồi khi tối rồi mình được ngồi thiền đấy. Người gia đình cái trả công cái người than thì mình cũng tức là không có người bên cạnh để người thiền đấy. Dạ. Còn mình trả công lúc vào đấy. Và rất nhiều con nhưng có lúc của mình cũng ngồi với mình. Và tức là mình ngồi mình nghĩ lại những gì mình làm, đã làm cái gì, chưa làm cái gì, đã sống như thế nào. Tức là trả công mình nghĩ lại cái đó. Không, các thầy nhé, hôm nay cũng rất là bình duyên, không có gì phải thì thôi thầy nghĩ lại.